Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ tư, ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2024. Sơ kết 6 tháng đầu năm về chuyển đổi số quốc gia và đề án 06 của Chính phủ. Khai mạc kỳ họp thứ 21 Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17 với nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2024. Xây dựng thành phố Hưng Yên thành đô thị trung tâm của tỉnh. 6 tháng đầu năm 2024, huyện Văn Lâm xử phạt trên 300 trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy với số tiền gần 2,7 tỷ đồng. Sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Lê Quang Hòa, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. 6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy các cấp trên cả nước tập trung kiểm tra việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, các lĩnh vực, những nơi có vấn đề phức tạp dư luận quan tâm, dễ nảy sinh tiêu cực, có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp ở tỉnh Hưng Yên đã kiểm tra gần 560 tổ chức Đảng trên 1.200 đảng viên, giám sát chuyên đề gần 260 tổ chức Đảng trên 470 đảng viên. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 11 tổ chức đảng, 50 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 89 đảng viên, 22 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra giám sát, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật đối với một tổ chức đảng, 155 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 56 đảng viên. Kết luận hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị 6 tháng cuối năm, cấp ủy tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục chủ động quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật của Đảng, kịp thời phát hiện, kiểm tra và kiên quyết xử lý tổ chức đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm nguyên tắc quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham nhũng, tiêu cực. Chiều nay, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia và đề án 06 của Chính phủ. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, Tổ trưởng tổ công tác triển khai đề án 06. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh. 6 tháng đầu năm, các bộ ngành đã nỗ lực tập trung xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản chính sách để hoàn thiện môi trường pháp lý, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Thực hiện đề án 06 đã hoàn thành 244 trên 656 nhiệm vụ theo lộ trình, thực hiện thường xuyên 122 nhiệm vụ, đang triển khai 38 nhiệm vụ. Tại Hưng Yên, trong 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai quyết liệt đồng bộ các nội dung đề án 06 và đã đạt được một số kết quả tích cực. Hưng Yên là tỉnh đầu tiên trong cả nước được C06 cho phép kết nối chính thức giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với hệ thống định danh và xác thực điện tử. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 92%. Phát biểu tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các đơn vị địa phương tiếp tục tập trung các giải pháp thúc đẩy tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và thanh toán không dùng tiền mặt. Trong đó có cả việc trả lương hưu, trợ cấp xã hội qua tài khoản ngân hàng, thay đổi thói quen dùng tiền mặt trong chi tiêu của người dân, thúc đẩy nâng cao tỷ lệ giải quyết công việc trên môi trường mạng, đặc biệt là thực hiện chữ ký số. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, rà soát đánh giá các tiêu chí an toàn, an ninh mạng khác, khắc phục những tồn tại về lỗ hổng bảo mật, đảm bảo hệ thống an ninh an toàn để kết nối khai thác dữ liệu, cắt giảm giấy tờ cho người dân. Các đơn vị chức năng rà soát, đánh giá các nội dung nhiệm vụ cần thực hiện của đề án 06, duy trì việc báo cáo kết quả theo định kỳ để kịp thời có chỉ đạo phù hợp. Sáng nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 21, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 để xem xét, quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Dự và chủ trì kỳ họp có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là kỳ họp thứ 21, là kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Kỳ họp cũng xem xét thông qua chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2025, xem xét điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên, phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2023, phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024. Thông qua chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền cùng một số nội dung quan trọng khác, kỳ họp cũng tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn với nội dung dự kiến 5 nhóm lĩnh vực về kế hoạch đầu tư, giao thông vận tải, xây dựng, giáo dục và đào tạo, lao động, thương binh và xã hội. Tại kỳ họp, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh trình bày các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm. Theo đó, về phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tăng 6,81%, xếp thứ 24 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước và xếp thứ 8 trên 11 tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 3,2 tỷ đô la Mỹ, đạt trên 46% so với kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện đến hết ngày 30 tháng 6 đạt hơn 22.000 tỷ đồng, đạt trên 67% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa gần 20.000 tỷ đồng, đạt trên 68% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Dự kiến đề nghị công nhận thêm hai huyện Văn Giang và Phù Cử đạt huyện nông thôn mới nâng cao, 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2023, chỉ số năng lực cạnh tranh VCI của tỉnh xếp thứ 12 trên 63 tỉnh thành phố cả nước. Chỉ số xanh cấp tỉnh BGI xếp ở vị trí thứ 4. Chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CBAT xếp vị trí thứ 7. Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công PABI xếp thứ vị trí thứ 12. Đã giải phóng mặt bằng được 247 ha đất khu công nghiệp cụm công nghiệp, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp được khoảng 387 ha. Có thêm một dự án hạ tầng khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký thêm 3.000 tỷ đồng. Thu hút đầu tư mới và điều chỉnh vốn tăng thêm đạt gần 1,5 tỷ đô la Mỹ. Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hoàn thành phê duyệt 16 đồ án quy hoạch, 9 nhiệm vụ quy hoạch, đến nay tỷ lệ đô thị hóa đạt 45%. 6 tháng cuối năm, tỉnh Hưng Yên đề ra 13 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tập trung xúc tiến thu hút các dự án FDI, kịp thời nắm bắt xử lý khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, nhất là thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ các dự án, phấn đấu có thêm 5 khu công nghiệp hoàn thành lập hồ sơ chủ trương đầu tư. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ động đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, tăng cường công tác hậu kiểm, kiên quyết thu hồi các dự án treo, các dự án chậm triển khai, xây dựng và triển khai đề án phát triển chăn nuôi, tuân thủ luật chăn nuôi, phát triển theo hướng chăn nuôi tập trung, kinh tế tuần hoàn, hướng hữu cơ và quy hoạch giết mổ, gia súc gia cầm tập trung giai đoạn 2023-2030, định hướng đến năm 2040, tổ chức phổ biến nội dung, quy hoạch tỉnh và kế hoạch thực hiện, tập trung khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước, tiếp tục chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, khẩn trương phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh thời kỳ 2021-2025 và điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện,
tăng cường các hoạt động y tế dự phòng, chủ động giám sát dịch tễ. Kỳ họp cũng nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trịnh Văn Diễn đọc tờ trình và dự thảo nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2023, tờ trình và dự thảo nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024, nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý, tờ trình và dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án cầu Cửu An 1 và cầu Cửu An 2 trên đường bên tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình. Tiếp đó, Ban Kinh tế Ngân sách, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các nội dung được phân công. Chánh Thanh tra tỉnh Đào Văn Sơn trình bày báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng tiêu cực 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Viện trình bày báo cáo tình hình chấp hành pháp luật và công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm. Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Lê Văn Tuấn trình bày báo cáo kết quả công tác xét xử 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Kỳ họp cũng xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Doãn Anh Quân, nguyên Bí thư Huyện ủy Tiên Lữ do nghỉ hưu theo chế độ nhà nước, ông Lương Minh Thanh, nguyên Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên do chuyển công tác. Tiếp tục chương trình làm việc, chiều nay kỳ họp xem xét một số báo cáo về công tác thi hành án dân sự, tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh và tiến hành chia 5 tổ thảo luận đối với nội dung các dự thảo, nghị quyết, tờ trình tại kỳ họp. Các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Vũ Hoàng Thụ trình bày báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm. Tiếp đó, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra về tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm và các nội dung được phân công. Sau phiên làm việc tại hội trường, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chia ra 5 tổ thảo luận. Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, đa số các đại biểu đều đồng tình nhất trí cao đối với các báo cáo trình tại kỳ họp, đồng thời bày tỏ vui mừng phấn khởi trước những kết quả thành tựu 6 tháng đầu năm đã đạt được với những con số và sự kiện nổi bật như hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư với con số vốn đăng ký trên 1 tỷ đô la Mỹ. Kinh tế, văn hóa xã hội phát triển ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững. Các đại biểu đã tham gia thảo luận đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực vào các nhóm dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp liên quan đến nhiều lĩnh vực như đất đai, tài nguyên môi trường, nông nghiệp nông thôn, đầu tư công, văn hóa xã hội, pháp chế và hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đại biểu kiến nghị tỉnh và các cơ quan hữu quan tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và có chế độ quan tâm đến doanh nghiệp người lao động tại các đơn vị gặp khó khăn, giải thể hoặc ngừng làm việc để giải quyết kịp thời chế độ chính sách, bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đại biểu cũng nêu những khó khăn bất cập trong việc triển khai thu hút các trường đào tạo về khu đại học Phố Hiến, cần có những chế độ quan tâm phát triển hơn nữa về lĩnh vực văn hóa để phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh những tháng cuối năm, cần quan tâm nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng nước sạch trong nhân dân, giải quyết những vướng mắc bất cập trong phân vùng cấp nước, giữ gìn tài sản đường ống khi xây dựng các công trình, nâng cao chế tài giám sát, xử lý sự cố về môi trường tại các doanh nghiệp, đẩy mạnh việc thẩm định phê duyệt và trình cấp có thẩm quyền công nhận các địa phương về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Ngày mai 11 tháng 7, kỳ họp sẽ bước sang ngày làm việc thứ hai và bế mạc. Kỳ họp sẽ tiến hành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chương trình làm việc ngày thứ hai tiếp tục được Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên truyền hình trực tiếp. Với tư duy mới và tầm nhìn chiến lược, những năm qua, thành phố Hưng Yên chú trọng đặc biệt vào công tác xây dựng quy hoạch, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội toàn diện của thành phố. Năm 2020, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hưng Yên đến năm 2035 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại quyết định số 1639. Tuy nhiên, sau gần 4 năm thực hiện, đồ án tiếp tục được xem xét, rà soát, đánh giá và kịp thời điều chỉnh.
Mục tiêu đến năm 2025, thành phố Hưng Yên trở thành đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh theo hướng đô thị sinh thái thông minh, hiện đại và văn hiến. Đến năm 2035, cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Trong thời gian qua thì thành phố Hưng Yên đặc biệt quan trọng công tác xây dựng quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch để phù hợp với các mục tiêu chủ trương chính sách của tỉnh và cũng như nhu cầu phát triển của đô thị trong tương lai, để phấn đấu với mục tiêu là đến năm 2030 là toàn bộ các xã trên địa bàn thành phố là trở thành phường. Ngoài ra thì trong đồ án quy hoạch chung của thành phố cũng xác định phân chia là 4 khu vực lớn, gồm khu vực lõi trung tâm hiện hữu, khu vực phát triển phía đông bắc, khu vực cải tạo nâng cấp phía nam và khu vực ven sông Hồng vùng bãi, tạo động lực và cơ hội cho thành phố Hưng Yên phát triển xứng tầm với đô thị trung tâm của tỉnh. Đến nay, thành phố Hưng Yên có 8 khu đô thị mới, gồm khu Tân Sáng, Tân Phố Hiến, khu Sơn Nam, khu Đại học Phố Hiến và 4 khu đang tiến hành triển khai công tác lập quy hoạch. 5 xã Bảo Khê, Liên Phương, Trung Nghĩa, Phú Cường và Quảng Châu cơ bản đạt tiêu chuẩn liên phường. Một số trung tâm thương mại đã bắt đầu được triển khai thi công trên địa bàn, góp phần thay đổi diện mạo đô thị thành phố. Trung tâm thương mại Vô Hưng Yên khoảng 16.000 m2 và dự kiến là có 2 tầng. Thì chúng tôi dự định là khai trương trung tâm vào khoảng năm 2025. Qua đó thì có thể tiêu thụ thêm nông sản của Hưng Yên, đặc biệt là nhãn lồng Hưng Yên, và tiêu thụ trên tất cả các chuỗi siêu thị của chúng tôi trên toàn quốc và tạo công ăn việc làm cho người dân tại địa phương. Cán bộ và nhân dân của phường Hiến Nam đang kỳ vọng đó là những cái trung tâm thương mại này là sớm hoàn thành để có những cái diện mạo cũng như là cái thay đổi về cái thu hút phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn. Các cái tiêu chí là giao thông, diện tích, dân số, chăm sóc cái an sinh xã hội cho người dân thì đến nay chúng tôi đã đảm bảo, liên phường đã sẵn sàng xã liên phường. Thành phố Hưng Yên được xác định là một trong 3 đô thị trung tâm của tỉnh, được đầu tư phát triển mạnh mẽ để trở thành đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh vào năm 2025. Trước tình hình thời gian qua tại một số địa phương trên cả nước xảy ra chập cháy điện gây thiệt hại về người, tài sản và thực hiện công điện số 59 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành công văn chỉ đạo các địa phương trong tỉnh cùng công ty điện lực Hưng Yên, các chủ thể kinh doanh bán lẻ điện tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng điện an toàn. Công văn yêu cầu tăng cường phối hợp hướng dẫn tuyên truyền người dân sử dụng điện khoa học và an toàn. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thị xã trên địa bàn tỉnh phối hợp với công ty điện lực Hưng Yên để chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra công tác sử dụng điện đảm bảo đúng các quy định của luật điện lực, chú trọng kiểm tra các cơ sở cho thuê trọ, chung cư mini, đồng thời hướng dẫn sử dụng điện đúng kỹ thuật quy chuẩn, đảm bảo an toàn. Các địa phương báo cáo kết quả kiểm tra Sở Công Thương trước ngày 20 tháng 7 để tổng hợp báo cáo Ủy ban dân tỉnh và Bộ Công Thương. Theo thông tư số 10 của Bộ Y tế, từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, có 11 bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải tiêm vaccine và 10 bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế bắt buộc đối với người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch hoặc đến từ vùng có dịch. Danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng bắt buộc phải sử dụng vaccine bao gồm bệnh viêm gan virus B, bệnh lao, bệnh bạch hầu, bệnh ho gà, bệnh uốn ván, bệnh bại liệt, bệnh do Haemophilus influenza type B, bệnh sởi, bệnh viêm não Nhật Bản B, bệnh rubella, bệnh tiêu chảy do virus rota. Bộ Y tế lưu ý, khoảng cách giữa các lần tiêm chủng mỗi một tháng được tính ít nhất là 28 ngày. Liều cơ bản là các liều tiêm trước khi đủ một tuổi. Nếu chưa tiêm chủng đúng lịch hoặc chưa tiêm chủng đủ liều thì tiêm bù càng sớm càng tốt, bảo đảm phù hợp với đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và nhà sản xuất. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng công bố 10 bệnh truyền nhiễm, đối tượng phải sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế bắt buộc đối với người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch hoặc đến vùng có dịch, gồm bệnh bạch hầu, bệnh bại liệt, bệnh ho gà, bệnh rubella, bệnh sởi, bệnh tả, bệnh viêm não Nhật Bản B, bệnh dại, bệnh cúm, bệnh COVID-19. Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Lâm phát hiện và ra quyết định xử phạt hơn 300 trường hợp vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy với tổng số tiền gần 2,7 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng của huyện thành lập nhiều đoàn kiểm tra tại các khu làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh. Qua kiểm tra phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 306 trường hợp với tổng số tiền gần 2,7 tỷ đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy theo hồ sơ thiết kế và giấy chứng nhận thẩm duyệt, không xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ, đưa hạng mục công trình vào sử dụng hoạt động khi chưa thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy.
Huyện Văn Lâm cũng tạm đình chỉ 20 cơ sở, đồng thời đình chỉ 17 cơ sở vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện xảy ra 6 vụ cháy, tăng 3 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Rất may, không có thiệt hại về người, thiệt hại tài sản khoảng 125 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.